Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm lắng thì gần đây dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại ở 8 huyện, thành phố trong tỉnh và gây thiệt hại khá lớn cho người chăn nuôi. Do đó nếu như không có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời cũng như là những cái giải pháp cụ thể để khống chế và dập dịch thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình tái đàn lợn để phục vụ cái nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán cũng như là những tháng cuối năm. Và trong mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cùng trao đổi giải đáp những vấn đề liên quan đến cái dịch tả lợn châu Phi. Trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới ông là của một số hộ dân trên địa bàn huyện Yên Khánh có hỏi là về cái tình hình dịch trên địa bàn tỉnh ta hiện nay và các cái nguyên nhân chính dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cái thời gian vừa qua. Hiện nay thì tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh của chúng ta là đang có trên 8 huyện, thành phố. Và tính đến thời điểm hiện nay thì có trên 90 xã đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cái nguyên nhân chính hiện nay thì theo cơ quan chuyên môn chúng tôi đánh giá thì chủ yếu là cái mầm bệnh là đang còn tồn tại ngoài môi trường. Sau thời gian 2 năm vừa qua thì chống dịch thì cái mầm bệnh vẫn còn lưu cữu tại các cái khu chăn nuôi rồi trong môi trường. Do đây là cái bệnh chưa có vaccine để phòng nên là rất khó để cắt đứt cái nguồn lây. Bên cạnh đó thì cái đặc thù của Ninh Bình thì cũng là các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tận dụng còn chiếm số lượng khá nhiều, trên 70%. Do đó thì với cái lượng chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo cái điều kiện về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và đặc biệt là chăn nuôi trong khu dân cư thì cái nguy cơ tiếp xúc với các mầm bệnh rồi cái vận chuyển lưu thông và tiếp xúc giữa con người ra vào. Cái tiếp theo nữa là do cái thời gian vừa qua thì cái thời tiết mưa ẩm nhiều dẫn đến cái mầm bệnh nó tồn tại ngoài môi trường nhiều và lâu và là cái điều kiện thuận lợi cho phát triển cái dịch bệnh làm lây lan. Bên cạnh đó thì một số các cái địa phương người chăn nuôi cũng chưa kịp thời khai báo cái bệnh dịch tả lợn châu Phi, do đó là dẫn đến một số các cái ổ dịch là xử lý muộn dẫn đến là cũng làm phát sinh cái mầm bệnh lây lan. Thì bên cạnh đó thì cũng còn cái hiện tượng là một số người chăn nuôi tái đàn trong vùng dịch. Cái nguy cơ cao nhất đó là cái việc là thương lái đến thăm ngó các cái đàn lợn. Câu hỏi tiếp theo xin được chuyển tới ông là của một hộ chăn nuôi ở huyện Nho Quan có nội dung như sau ạ. Vừa qua thì mặc dù gia đình tôi đã thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng nhưng đàn lợn nái vẫn mắc bệnh khiến gia đình phải tiêu hủy, thiệt hại kinh tế là khá lớn. Vậy thì hộ gia đình này muốn biết Ninh Bình đang triển khai các biện pháp cấp bách gì để dập dịch và ngăn chặn dịch không lây lan ra diện rộng thưa ông? Và trước cái diễn biến dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan trên diện rộng thì cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng đã tham mưu cho các sở, cho ủy ban tỉnh thực hiện các cái ban hành các cái văn bản chỉ đạo xuống các địa phương và để tăng cường cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó thì cơ quan chuyên môn chúng tôi cũng đã phối hợp thành lập các đoàn do lãnh đạo sở trực tiếp xuống kiểm tra đôn đốc cái công tác phòng chống tại địa bàn các huyện, thành phố, nhất là tại những cái nơi đang có diễn biến phức tạp, và tăng cường cái kiểm soát, giám sát các cái ổ dịch mới phát sinh để kịp thời xử lý. Thì bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các địa phương tổ chức tiêu hủy sớm, tiêu hủy triệt để các cái ổ dịch, các cái đối tượng lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh để hạn chế cái mầm bệnh tồn tại tiếp tục phát triển ra ngoài môi trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền và triển khai cái tháng khử trùng, tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc trên địa bàn toàn tỉnh. Khi nhận được thông tin thì chúng tôi có cử cán bộ xuống phối hợp với các địa phương để lấy mẫu đem đi phân tích, đánh giá để chẩn đoán. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được gửi tới ông là của một hộ chăn nuôi ở huyện Yên Mô. Thì hộ này cho biết là trên địa bàn xã thì chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên thì trang trại của họ thì nằm ở vùng giáp ranh với địa bàn đang có dịch nên là họ cũng khá lo lắng. Vậy ông có thể là cho biết cái công tác theo dõi giám sát dịch được thực hiện như thế nào để đảm bảo cho cái chăn nuôi an toàn? Vâng, thì đối với cái công tác theo dõi giám sát dịch bệnh thì cái quan trọng nhất đó là xuất phát từ các hộ dân. Vì cái này là điều kiện tiên quyết để quyết định cái công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với người dân cần nắm được các cái thông tin thông qua cái việc là thông tin tuyên truyền của đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã để nắm cái tình hình dịch bệnh xung quanh địa bàn để chúng ta chủ động phòng chống. Bên cạnh đó thì cái công tác chủ động phòng chống bệnh dịch tại gia đình đó là việc tăng cường cái kiểm soát các cái người ra vào khu chăn nuôi và các cái loại động vật như động vật hoang dã rồi các cái mầm
côn trùng, các cái đối tượng vật nuôi, không hạn chế tiếp xúc với lại cái đàn vật nuôi để ngăn chặn cái mầm bệnh xâm nhập vào trong hộ gia đình, tăng cường cái việc là phối hợp với lại cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để thông báo cũng như là khai báo kịp thời những cái tình hình mà nghi ngờ các cái ổ dịch phát sinh. Để chăn nuôi an toàn, đặc biệt là phòng chống cái dịch tả lợn châu Phi, thì ông có khuyến cáo gì đối với những cái người chăn nuôi? Để mà hạn chế được cái dịch bệnh phát sinh và lây lan gây thiệt hại thì đối với người chăn nuôi thì thứ nhất là cũng đề nghị là người chăn nuôi tăng cường thực hiện các cái biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo các cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đó là cái thứ nhất là tăng cường cái việc là sử dụng các cái nguồn giống, con giống là rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Cái thứ hai là tăng cường theo dõi sức khỏe đàn lợn và nâng cao cái sức khỏe đàn lợn bằng cái việc là chăm sóc nuôi dưỡng tốt, cho ăn uống thức ăn đảm bảo. Tôi lấy ví dụ như là cái thức ăn, thì nếu như những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì thường là tận dụng nên nhiều khi thức ăn cũng không đảm bảo. Bên cạnh đó thì nước uống thì có những cái trường hợp là nước uống là sử dụng nước lọc bình thường xử lý rất là tốt, nhưng bên cạnh đó thì lại sơ suất cái việc là nước rửa chuồng, nước tắm cho lợn lại bơm từ dưới ao dưới ngòi lên không xử lý, thì đấy cũng là cái nguồn mà lây lan dịch bệnh. Tiếp theo đó là cái việc là người dân cũng phải tăng cường cái khai báo khi mà có dấu hiệu đàn lợn ốm, mắc bệnh, nghi mắc bệnh thì khai báo sớm, thì chúng cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương sẽ tổ chức sớm để xử lý cái ổ dịch. Và bên cạnh đó thì cái việc tiếp theo là khi trên địa bàn xảy ra dịch bệnh thì hộ dân cần lưu ý là không bán chạy, không giết mổ các cái đối tượng lợn ốm, lợn mắc bệnh, lợn chết nghi mắc bệnh, và đặc biệt là hạn chế tái đàn khi mà dịch bệnh đang diễn ra chưa được công bố hết dịch. Vâng ạ, với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và các địa phương, và có thể nói là quan trọng hơn đó là ý thức của người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thì chắc chắn rằng là tỉnh Ninh Bình sẽ nhanh chóng khống chế và dập được cái dịch tả lợn châu Phi, khôi phục và tái đàn lợn trong cái thời gian tới. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Tiến Mạnh đã tham gia với chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và tiếp theo là những thông tin của chương trình thời sự.